Hoàng A Mã, con cũng phải kính người một ly, bởi vì người là Hoàng A Mã mà con vô cùng sùng bái. Nói hay lắm, chậm lại cài tiếp ly này. Hay. Hoàng A Mã, uống cho một ly nữa đi. Hoàng A Mã, con cũng phải kính người một ly, xin người hãy tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Tử Di xin thỉnh tội với người. Đang như thế này là thỉnh tội cái gì chứ? Chấm dẫn hết tấm lòng của các con là được rồi. Hoàng A Mã, ly này người nhất định phải uống. Con kính người vì người là vị hoàng đế vĩ đại nhất. Lời khen này hơi quá rồi, đành phải uống ly này thôi. Vậy con cũng phải kính người, Hoàng A Mã, vì lòng nhân từ của người, vì tình thương người của người, vì lòng nhân ái của người, vì sự bao dung của người. Con kính người một ly, không được. Tự nhiên nói ra bốn lý do, Hoàng A Mã phải uống bốn ly mới phải. Hai con A đầu này sao thế? Chưa ăn gì đủ nhiều rượu vậy? Lát nữa Hoàng A Mã say rồi phải làm sao? Ta biết những chuyện không như ý trong cung đã kết thúc rồi. Bây giờ mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng rượu vẫn ít uống thì tốt hơn, hại đến cơ thể. Chỉ biết được tâm ý của các con, Hoàng A Mã đã ghi nhận trong lòng rồi. Sao thế được? Không thể ghi nhận trong lòng được. Trữ lượng của Hoàng A Mã tốt lắm. Vì Tiểu A Ca, Hoàng A Mã phải uống một ly. Tiểu A Ca làm sao chứ? Tiểu A Ca khỏe mạnh, hay ăn chống lớn. Lý do này cũng nên cạn một ly rồi. Lý do hay, đã phải cạn ly này. Lệnh phi, bảo Lạc Mai Đông Quý tới gọi Hương Phi đến đây. Cô ấy biết ở đây chúng ta vui vẻ thế này, nhất định sẽ muốn tham gia. Hơn nữa còn có Tử Di với Tiểu Yến Tử nữa. Hoàng A Mã, sao người có thể như vậy được? Người chú tâm chút đi. Hôm nay là sinh nhật của Lệnh Phi nương nương. Sao người cứ nói Hương Phi nương nương làm gì? Nhìn thấy không hay lắm. Có gì không hay đâu, là do thiếp sơ ý. Quên không mời Hương Phi nương nương. Cô ấy tới ta càng vui hơn. Lạc Mai, thế bảo Nguyệt Lầu mời Hương Phi nương nương đến đây. Cứ nói hoàng thượng mời cô ấy đến uống rượu. Đồng Tuyết, báo cho Ngự Thiện Phòng lập tức chuẩn bị thêm mấy món của hồi chương nhé. Nhân Ngự Thiện tuân lệnh. Không cần, không cần đâu. Cần chứ, cái đó thì có gì đâu. Tiểu Yến Tử đừng có gây chuyện nữa, làm như ta nhỏ nhen lắm vậy. Ta và Hương Phi nương nương như tỉ muội một nhà. Đúng thế, đúng thế. Không cần, không cần. Hoàng A Mã, người có ý gì thế? Trái tim của đàn bà giống như mũi kim vậy đó, người không hiểu đâu. Nhưng vật chính của hôm nay là Lệnh Phi nương nương, người lại mời Hương Phi nương nương đến làm gì? Hương Phi nương nương cũng sẽ không biết ơn đâu, mà còn làm cho Hương Phi nương nương mất vui. Lệnh Phi nương nương cũng mất vui, ý tốt của người lại trở thành không hay rồi. Tiểu Yến Tử, ta đâu có nhỏ nhen như vậy. Thế này đi, để tự ta đi mời. Lệnh Phi nương nương, người hãy thừa nhận đi. Làm những vai rộng lượng như thế, nhỏ nhen thì nhỏ nhen, ghen thì ghen, có gì không hay? Nếu người có mà nói không có thì chẳng phải đã phạm khi quân đại tội rồi sao? Làm gì mà lại nghiêm trọng thế? Có, thật sự có, đúng là có mà. Hoàng A Mã, người đáng bị phạt rượu. Được, được, không cần gọi Hương Phi, không cần gọi. Trẫm nói sai rồi, phải bị phạt một ly. Lệnh Phi, ngồi xuống đi. Đông Tuyết, Lạc Mai, không cần đi nữa. Được, Lệnh Phi, chấm cạn chén này. Hoàng A Mã, vẫn phải phạt một ly nữa. Sao lại phải phạt nữa? Người cứ uống đi mà. Được, được, phạt một ly. Tiểu to con một lát nữa tới cổng cung, nhất định phải cúi thấp đầu xuống. Đừng để cho thiệt vậy, nhìn thấy mặt cô. Được, xin sợ con nữa. Đây là lệnh bài của tiểu đặng tử, nếu thiệt vậy kiểm tra thì lấy cho họ xem. Được rồi, đi thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, xin Bồ Tát phù hộ. American. American. Monsieur,
Na, thật sự xin lỗi, ta không thể đưa hai người đi được. Hai người phải tự bảo trọng. Ta sẽ luôn cầu nguyện để thánh Allah phù hộ cho hai người. Ta cũng không nỡ xa hai người. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hà Hương, đừng làm đỡ thời gian nữa, mau đi thôi. Xe ngựa đã chở bên ngoài rồi, mau đi thôi. Đi đi, tạm biệt. Duy Na, Cát Na, mau đi thôi. Nếu như hai người nhất định phải bảo trọng. Thank you.
Xe ngựa, cũng có chiếc xe ngựa, bọn họ tới rồi. Đừng vội, nhìn cho rõ đã, có xe ngựa chưa chắc đã là bọn họ. Người đã đến rồi, mau đến nhận đi. Hàm Hương, Mông Đa, chúng tôi lên đường đây, khoảng 2 ngày nữa sẽ về, mọi người nhớ cẩn thận. Bảo trọng, mọi người nhất định phải bảo trọng.